Hello anh em, hôm nay là ngày 6 tháng 6. Bên dụng cụ cầm tay NT cũng như là Nguyễn Tình thì cũng quay một cái clip 2 cho anh em để anh em xem. Đó là những cái dòng tông đơ với lại tẻ canh. Rồi bây giờ mình cũng vô test và báo giá luôn cho anh em, khỏi làm mất cái thời gian của anh em ha. Đầu tiên là một cái con này thì chữ nhật không à. Đó, con này thì chữ nhật không à. Mình thử ra mình không có rõ là cái hiệu gì, nhưng mà công suất của nó là 100W nha anh em. Đó, công suất của nó là 100W. Con này thì nó lưỡi của nó là 5 chia. Đó, rất là thích hợp cho anh em. Đó, công suất cũng khá lớn. Đây. Rất là êm. Ok. Rồi, con số 1. Con này thì cái công suất nó tới 100W rồi nha anh em. Đó, công suất lớn, hình thử ra con này giá là 200. À, 200.000. Số 1. Rồi, cái tới con số 2, Ruby. Để hay mất kiến. Bỏ dưới cái máy giặt đó, trên máy giặt. Rồi tới con số 2 Ruby, con này thì nó có cái công suất của nó là 40W nha anh em. Đó, con này là công suất 40W. Con này nó là 4 chia. Đó, 4 chia. Rồi mình cũng sẽ test cho anh em xem luôn. Đây. Ok. Rồi. Tông đơ con số 2 Ruby. Con này mình bán với giá như thường lệ 150 cây. 150 nha anh em. Rồi tới con số 3. Tông đơ số 3 cũng Ruby luôn, nhưng mà cái con này công suất là 25W. Đó, con này thì công suất 25W, nó cũng là 4 chia luôn. Ok. Rồi, con số 3 cũng đồng giá 150 luôn. Rồi tới tỉa cành số 4. Đây, tỉa cành số 4. Lam con này là 360 nha anh em. Đó, nó còn bao đầy đủ, lam 360mm. Ha. Đó, lam còn cực đẹp. Đây là Makita, công suất của nó 320W. Con này thì nắp che còn đầy đủ, nhưng mà có cái là nó về bị đè, nó hơi bị móp đen chút xíu thôi nha anh em, chứ không có ăn thua gì hết. Chạy quá quá im. Đây cho nó rõ cái mình chối cho nó dùng vô. Ok. Rồi. Con số 4 Makita để cành 360. À, lam 360 thì con này mình bán với giá là 400 nha anh em. Đó, con này bán giá 400. Bỏ vô. Rồi để con số 5. Con này thì lam của nó là 350 nha anh em. Đó, lam của nó 350mm. Công suất là 290W. Đây, đây là ngoại hình của nó. Rồi, con Makita lam 350, công suất 290W, con số 5. Con này có giá bán là 350.000. Đó, con này 350.000, con số 5. Rồi, tới con số 6. Con số 6 là công suất lớn nha anh em. Hai công tắc, một công tắc an toàn và một công tắc tay ha. Thì con này lam là lam
lam của nó. Lam của nó là 450ml nha anh em. Đó, 4 tấc rưỡi á, lam con này 4 tấc rưỡi. Công suất là 500W. Đó, máy này khá lớn. Đó, thích hợp cho anh em những làm những cái chuyện lớn. Chẳng hạn như làm những cái tỉa những cái cành lớn đồ này kia rất là ok, rất là ngon ha. Rồi, đây là công tắc phụ. Đầu tiên là ở trên đây nó có một cái công tắc phụ nha anh em. Đó, công tắc kêu công tắc an toàn đó. Anh em phải nhấn vô. Đó, nhấn vô. Ha, nhấn vô rồi anh em bóp cò. Ok. Rồi, con số 6, con này thì mình bán với giá là 450 nha anh em. Đó, con này giá 450. Làm 450 mili. Rồi, tới con Ruby số 7. Ruby số 7. Ruby số 7 là con này làm nó khoảng 4 tấc rưỡi nha anh em. Đây. Đây là cái ô gạch của mình là 40, thì con này là nó khoảng làm 4 tấc rưỡi ha. Công suất của nó. Công suất con này thì 300W nha anh em. Đó, con này là 300W. Đấy. Ok. Rồi, con số 7. Ruby con số 7, con này công suất là 300W. Thì con này mình bán với giá là 350 nha anh em. Đó, con này 350. Rồi, tới con số 8 Hitachi. Đó, con Hitachi. Cái con này công suất cũng 300W luôn. Nhưng mà lam của nó, lam con này nó không có để. Lam con này 3 tấc rưỡi nha anh em. Đó, lam con này thì 3 tấc rưỡi, 350. Ha, công suất là 300W. Ok. Rồi, con tỉa cành số 8, lam 3 tấc rưỡi, công suất 300W. Con này thì giá 350 nha anh em. Đó, con này giá 350. Rồi, tới con lam dài múc chỉ cà tha luôn. Đó, lam dài là anh em mà làm những cái chẳng hạn như đi mà anh em nào mà có nuôi bò á, mà cầm mấy cái lam này anh em đi cắt cỏ cho bò ăn cũng rất là ok. Đó, lam là dài múc chỉ luôn. Lam dài là 7 tấc nha anh em. Đó, lam này dài 7 tấc ha. Con này thì công suất của nó 450W. Makita. Đó, công suất 450W. Lam thì dài ở trong đây thì nó để là 630 mili. Đó là khoảng 6 tấc 3 đó, trừ cái cán này ra là còn khoảng 6 tấc 3. Đây. Ok. Thì cái con này á, nếu mà những anh em nào mà ở trong thành phố á, thì mua là rất là yên tâm, là tại vì cái lam nó dài quá. Đó, nhiều khi mình những anh em xa thì mình đóng gói á, nhiều khi cái thùng dài quá thì việc theo nó giục tới giục lui thì mình cũng không có bảo đảm được cái lam này. Đó, cái lam này thì bây giờ là thẳng tuyệt đối ha.
đó. Mình khi mà ship hàng cho anh em thì mình gửi hàng rất cẩn thận, nhưng mà có cái là Viettel nó giục rất là nguy hiểm đó, thành thử ra anh em cũng thông cảm. Nhiều khi làm có hơi bị cong thì về anh em phải sửa lại cũng rất là đơn giản, cũng không gì khó ha. Đó thì cũng như mình cảnh báo trước cho anh em, thì làm bây giờ anh em nhìn thẳng tuyệt đối. Ok rồi, cái con số số 9 con này, Makita, tỉ cành Makita số 9 450W làm 6 tắc 3, thì con này mình bán với giá cũng 450 đó, con này giá 450.000. Rồi ok, thì mình cũng có một số mình cũng về được một số tông đơ và tỉa canh lớn nhỏ, thì anh em có cần cái máy nào thì xin anh em liên hệ số 0914 711 438, địa chỉ của mình là 12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em lưu ý là 12/45 là nó nằm trong khu vực ao cá Xuân Hương nha anh em. Đó, anh em chạy tới ngã tư Nguyễn Nhân Linh, ngã tư Nguyễn Linh Phạm Hùng là anh em hỏi khu vực ao cá Xuân Hương ở đâu là người ta chỉ cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.